trái đều ăn được nha cả nhà. À, nhưng mà cái này là mình vừa chơi bonsai mà vừa có lá dùng trong ẩm thực luôn. Lá của nó là dùng làm gỏi nè, ăn rau sống nè. À, dạ em còn cái chắc gai, còn một cây thôi. Rồi tổng hoành ở đây đo được nha là 19. Cây cao đến ngọn luôn là 77 nha. Bầu đất hiện tại là 28 nhân cho 22. À, cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 300k bao ship luôn. Anh Dân nói là xào lòng. Dạ, lòng xào dưa. Món mới. Cái này thì khi mà gửi đi thì nhà vườn tấm lại như thế này đó. Rồi, 300k bao ship nha. Mã số là 653. 653, 300k bao ship dọn vườn nhanh luôn. Dạ đúng rồi anh. À, cuối năm thì không khí nó cũng khá là trầm. Tại vì theo mình nghĩ thôi đi. Cuối năm thì việc rất là nhiều. Rồi mã số 653 nha, 300k bao ship dọn vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình